con tập trung con hít thở, bởi vì con vận dụng, để tập trung để cho nó an trú cho được. Nhưng mà không ngờ cái sức, cái bệnh của con đó, nó lại tiêu hao cái năng lượng, cho nên cái bệnh nó gia tăng lên. Khi mình vận dụng thì nó phải tiêu hao năng lượng, nó phải sử dụng cái lực, cái lượng trong người của mình, thấy không? Cho nên con thấy sao nó tăng lên, thì do đó con không thể sử dụng để an trú trong đó mà đã đuổi bệnh ra được, mà đuổi bệnh ra được. Bởi vì theo thầy thấy cái sức tuổi già con nó không đủ sức, cái đủ sức của thầy nó thật sự đó, cái bệnh gì đi nữa an trú trong hơi thở là đánh bay nó hết, nhưng mà con không dám đâu. Nghĩa là nó, cái sức của con nó chưa có được, lớn tuổi rồi, chứ mà tuổi trẻ như mấy chú này mà đau như con thì nó chết bỏ một, chết hai là đuổi bệnh đi. Bởi vì đó là cái phương pháp của Phật mà chánh niệm tỉnh giác. Cái đọc cái tập 4 thì con thấy Đức Phật khi trị bệnh sắp sửa gần chết, Đức Phật chánh niệm tỉnh giác, tắt ý đuổi đi, tinh cần tức là tắt ý đuổi bệnh. Nghĩa là luôn luôn an trú trong đó rồi tắt ý, an trú trong đó rồi tắt ý. Như vậy là bệnh nào cũng đi hết, nhưng mà con sức khỏe. Cho nên con giữ trên tứ niệm xứ thôi, thanh thản rồi tắt ý. Mà tứ niệm xứ nó cũng tỉnh giác, nhưng mà tỉnh giác không phải là an trú ở trong một cái pháp. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Nghĩa là con nghĩ cho, con ngồi con nghĩ cho như bình thường như này. Thì bây giờ thầy nhức cái đầu, thầy bảo thọ là vô thường, cái đầu nhức đi. Rồi thầy để thỉnh, bình thường thầy không trú trong chỗ nào đấy. Con hiểu cho thầy muốn nói không? Do đó thầy coi như là thầy nghỉ ngơi dưỡng bệnh chứ không có gì hết. Mà lại có phương pháp đẩy bệnh thôi. Cho nên nó chậm nhưng mà nó dễ dàng đối với cái sức khỏe của con. Giờ bà thầy chuyện dài trong 10, 20, 30 phút tập ý. Thì nghỉ thư giãn dài thời gian hơn, còn nằm nghỉ ngơi hoặc là ngồi nghỉ ngơi bình thường thì thời gian đó dài, thư giãn đó dài hơn, thì con cũng về thành ngủ hay như vậy. Nhưng mà thì giờ con thấy như cái nói đầu của bài đầu cái thầy là xong bây giờ vào là nó lại tăng lên, thì lấy như con này tập ý là đuổi đuổi bệnh ra. Nhưng mà hình như là kỳ như con mình ngược lại, là thường thường thì là coi như là mình kêu nó lại rồi dằn nó trở lại, chứ nó không đi rồi đông thầy dạy rồi con là không đi an trụ hơi thở chưa được, thì con chưa hiểu được thì niệm hơi thở như thế nào để an trụ được. Thì thì tạp ý như vậy mà mình tạp thì nó lại tăng, thầy lại tăng cái lòng là tăng. Còn không tác ý thì nó không lên, còn bảo nó đi nó lại vô. Cái cửa con tụi như vậy, có như kiểu mà mình nó lại tạp thì lên đây mình lại kêu nó lại, rồi nó kêu lại, cho nó đi. Không đi, còn không tác ý nó là nó đi. Dạ, tạp ý không được. Thì thật sự ra con làm gan như thế này đi. Bởi vì theo như hôm mà Thanh Quang ở đây á, thì cái trường hợp nó đau lên tăng sâm á, là do đó nó mới đầu cũng tu tập, nhưng mà nó còn khỏe hơn con nhiều, cũng lớn tuổi rồi nhưng mà khỏe hơn. Cho nên thầy bảo cứ chết, cứ ngồi thẳng lưng đi, rồi nhiếp tâm an trú, quét cho sạch, thì nó cũng tăng lên, nó xong rồi, xong nó tăng dữ, thầy nó chết bỏ, cái gì nó làm đến đi tiêu mất. Không có sợ chết thì nó tiêu, bởi vì nghiệp phải chuyển, còn mình không chuyển đó, mình sợ nó thì mình lui ra lại thì nó lại dập mình xuống, con hiểu không? Sợ. Còn mình không có sợ, con có dám chết không? Làm gì sớm muộn con cũng phải chết lần thôi, không có gì đâu, chứ làm sao mà không chết tuổi con. Nằm gan một bữa thử thôi. Bởi vì thầy nói, Đức Phật nói, cái sức chịu đựng tận cùng sinh mạng thì nó sẽ mát lạnh. Nghĩa là trước cái cảm thọ mà nó đến mình bất kỳ bệnh gì mà mình chịu đựng cho đến khi mà sức tận cùng của mình chịu đựng thì nó sẽ mất, cái cảm thọ nó sẽ mất. Còn mình hơi thấy nó tăng lên cho mình sợ, mình giảm xuống, mình không dám đấu đá với nó thật sự. Còn này mình liều chết, nó nghe nổi cái mình liều chết là nó cũng quá sợ rồi, chứ đừng nói chi phải gầm gan luôn. Theo thầy thiết nghĩ, theo đạo Phật, chúng ta chọn lấy một là làm chủ sinh già bệnh chết, thì trong đó là có cái bệnh rồi, mà nó đánh mình bằng bệnh rồi, giả lại đó là cái nghiệp rồi, chứ không phải ít đâu, nó cái lực của nó ghê lắm. Thì vậy mà chỉ còn cái chỗ là mình quyết định, một là chết, chết trên bồ đoàn, chứ không nhất định không chết trên bệnh mà nằm nữa, cho nó làm gì đó là. Thì vậy cho nên vì quyết tâm quyết định như vậy thì con sẽ thắng được nó, và thắng được nó làm sao đó con coi nó quá thường. Còn mình chưa thắng nó thì mình cứ thấy e áp, không biết nó làm cho mình chết hết tục. Nó lượng hay lắm,
chết hết tu, không ngờ là tôi tu mà tôi chết thì nó lại là sướng hơn là thương là tôi chết tôi sợ. Con hiểu không? Cho nên đối với thầy thì làm gan thì nó qua, mà không gan thì thôi, thì đầu hàng thì thôi, nó sợ thì thôi. Cho nên vì vậy, ví dụ như đến đây á, thầy nó ngồi rồi chết chôn, làm gì sớm muộn rồi cũng chết, thầy cũng chết, con cũng chết, không người nào chết. Sống thêm một hai ngày chi mà cứ đau bệnh hoài phải khổ không? Đánh một bữa cho nó tan nát hết, sách gói nó chạy hết, thì tức đó mình phải sung sướng như sao? Thà là nó độc lập, đất nước nó độc lập được thì nó hòa bình, nó không phải dân tộc, phải trong đó nó phải sung sướng. Cái đất nước gì mà cứ bị người ta cai trị, người ta muốn đau thì mình cũng phải chịu đau, mà ta muốn chết thì mình cũng phải chịu chết, chứ mình không dám cãi nó thì thôi, cái đất nước nó bị nô lệ. Như bây giờ con là bị nô lệ giặc, phải không? Cho nên bây giờ mình phải quyết tâm một bữa, mình mở màn, mình đánh một trận, bây giờ nó sẵn sàng, nó đánh mình rồi. Cho nó chết một bữa, còn cứ ngồi bất động như thế này, ngồi thẳng, sống đi. Nó mỏi chân, nó đau, tê, gì kệ, cha chết, bỏ tao cái này, nó chết, cho mày chết một đêm. Thay vì con tu dài bây giờ con bệnh vậy, con tu suốt đêm. Mà suốt đêm chưa hết, một ngày nữa. Chừng nào mà con tu không nổi, con nằm quẹp, nó có thể tới. Dám không con, dám không? Dám cứ làm một bữa, một trận mà con sẽ biết. Thầy không có sợ đâu. Không phải mình tự tử đâu, mà mình có pháp. Không, bây giờ con về con hương vậy đi. Cái hơi thở con thở, con có bị rối loạn không? Có bị nó tức ngực không? Có không? Có bị nặng đầu chưa? Trên đầu tôi nặng nhưng mà thăm như khô vội. Khô vội hả? Thì sau thì sao đây? Thì ta nhiều rồi. À con. Vậy thì con sẽ vừa sử dụng cánh tay con. Con đổi bệnh. Đưa ra. Thì con thấy cái bệnh đi ra, mà nó không đi ra mà đi vô, con cứ tác ý đuổi đi ra, cứ đưa ra đưa vô như thế này. À, bây giờ đó, ví dụ như con bảo nè, thọ là vô thường nè, cái bệnh của con là bệnh gì, con nói cái tên cho rõ ràng cho nó nghe, đi ra khỏi thân ta. Mày không ra thì phải treo cánh tay này, tao đuổi ra. Thì con nói an, tịnh, thân, hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra vậy. Thì con thấy cái bệnh của con phải theo ra. Rồi nó theo ra không ra kệ nó, tao tăng lên thì kệ nó, con cũng cảm thấy nó ra thôi. Rồi con đưa vô. Đây là thầy dạy con là cái đòn cuối cùng. Chứ còn thật sự, sự thật ra thầy dạy con gài con là cái những cái đánh nó bằng cái tên tứ niệm xứ tâm thanh thản mà thôi. Nghỉ ngơi mà đánh. Mà thấy nó phải mỗi lần tác ý nó cứ vô rồi mình tự. Vì nó là cái phương pháp nhẹ. Nó thư giãn để mà đuổi bệnh thôi. Nhưng mà nó không được. Thì đây bây giờ nó, bởi vì trên tứ niệm xứ mà gặp bệnh rồi thì người ta ôm định niệm hơi thở, người ta quét, chứ người ta không có đầu hàng nó đâu. Chỉ có hương hương hơi thở, mà hơi thở con thì nó khô, con thở ra nhiều, con dùng cái tay không khô. Không, con bữa, khi đó con phải an tịnh, thanh hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra vậy, con dùng cái tưởng con, cái bệnh con theo ra. Rồi con đưa vô thì con đừng có nghĩ gì hết, con cứ đưa vô. Rồi con đưa ra thì con mới nghĩ cái bệnh con theo ra, cứ vậy đó con nghĩ bệnh con đi ra. Không, cứ như vậy, con cứ làm hoài. Nó tăng cái bệnh con, nó tăng lên mè mặt, nó chết bỏ. Tao cứ biết cái tay đưa ra đưa vô thôi. Và con trú như vậy, con làm riết. Một giờ chưa xong, hai giờ chưa xong, ba giờ chưa xong, bốn giờ chưa xong, một đêm. Sáng ra bệnh con hết. Mà không hết thì con ngồi đó con chết cho thầy. Không phải vậy chứ. Tu hành, mình nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chết. Mà chết phải làm chủ bệnh. Một lần chết mà sau này nghiệp không dám tới con. Chứ còn không khéo con chết, con mang luôn cái nghiệp đó đi theo, rồi con cũng sanh lên, con cũng bệnh đau nữa, không có chạy khỏi nữa. Còn nếu mà con chết đi mà con chiến thắng nó được vậy đó, con không đầu hàng nó, sau này nó không có đeo theo con được. Cho nên đừng có sợ, con đừng có nghĩ rằng bây giờ mình chết vợ con rồi ha, hoặc là con cái mình biết đó, để đi tu rồi cần gì nữa, cái thứ mà ai cái xử này nữa, không có lo. Đi tu rồi một là tao phải thắng cái giặc sanh tử của tao chứ, tụi bây có. Bây giờ thương tụi bây có đỡ giấc tao được cái gì? Có nương tựa tụi bây có làm đỡ giấc trong lúc tao đang chết bệnh đau này. Cũng như con bệnh, con cái, nó có đỡ cho con được bệnh không đâu. Nó có thương con, nó mua vài viên thuốc cho con uống thôi. Chứ nó không làm sao nó chịu cái bệnh khổ của con được. Mà chính cái pháp này nó sẽ chịu cho cái khổ của con. Cái pháp của Phật. Con dám làm này, con làm một đêm, sáng sao con hết bệnh luôn đi. Không có còn bệnh nữa. Thầy nói gan ruột, để đến thầy làm thứ nhất là phải gan. Thì gan ruột rồi thì thầy nói không có cái gì mà
mà chướng ngại. Chẳng hạn bây giờ con mấy con thầy nói như thế này, mấy con tu hành mấy con bị hôn trầm, nhất định là đi sáng đêm thì mình chết. Nó có pháp. Bây giờ mấy con bị bệnh đau thì mấy con có pháp, mấy con quét một đêm chưa xong tập ngồi tu liên tục, tu chừng nào đi ra khỏi đây thôi, nhất định là tu không thèm ăn cơm. Nó vậy đó mới có thắng nó. Còn bây giờ mà thứ loạn tưởng, mấy con thấy đồ nó đồ bỏ thì có nói chuyện được, có sợ. Thầy nói thiệt, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, tất cả những cái niềm khởi này dừng lại hết, tao cho mày biết. Mình điểm mặt nó vậy rồi bắt đầu an tịnh tâm hành, rương theo đó cử thật lý. Mày có vô nữa, hãy thấy nó vô thì dừng lại, không được vô chỗ này nữa. Các con nỗ lực, các con làm gì? Một đêm không sao, không còn cái niệm nào xen trong đầu, bởi vì Đức Phật đã trang bị chúng ta đủ pháp hết. Nhìn trên cái định niệm hơi thở, các con thấy mỗi đường một là một cái, đem lại cái sự an lành cho thân và tâm của chúng ta. Cái nào cũng có hết, tâm tham, tâm sân, tâm si, cái gì cũng đủ hết. Tại vì chúng ta tu, chúng ta còn chưa nhát gan, chúng ta chưa đủ sức chiến đấu. Cái phương pháp thì Đức Phật đã trình bày cho chúng ta, đem cho chúng ta đủ hết rồi. Không có còn cái pháp nào mà Đức Phật không giúp cho chúng ta để mà chúng ta chiến thắng giặc sinh tử. Cái mặt nó lòi mặt nào thì đã phát có pháp ở đó rồi. Bởi vì ngăn á diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, mà ngăn á diệt ác không có pháp ngăn làm sao, không có pháp diệt làm sao mình diệt được. Bây giờ cái thân con đau là ác pháp chứ gì, mà không có pháp làm sao con ngăn được. Không phải có pháp, mà pháp Đức Phật đã trình bày cho chúng ta ở trên cái định niệm hơi thở, cái đề mục nào nó cũng rõ ràng hết, chứ đâu phải ngồi lãm giảm ba cái đề mục đó để mà chơi đâu, mà chính những cái đề mục đó là cái phương pháp đối trị. Còn nên tại sao Đức Phật bảo an tịnh thân hành? Tại cái thân không đã không an thì bây giờ phải bảo nó an. Thì vậy thì mình phải nhiếp tâm ở trong cái hơi thở để rồi nó sẽ an. Có gì đó là cái mục đích của Đạo Phật, dạy cho chúng ta rõ nghĩa vậy. Thế mà đọc không ai hiểu nghĩa rồi, không biết pháp đối trị bệnh. Còn tâm mình cạo cử lăng xăng. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta có cái đề mục an tịnh tâm hành, biểu cái tâm nó phải an ổn và thanh tịnh chứ. Tại sao cứ để lăng xăng lộn xộn ở trong hoài, cứ nghĩ thế này nổi đi hoài vậy? Cho mình pháp mà thiêu mình luôn, phải không? Còn pháp của Phật nó có chứ, tại sao chúng ta không biết dùng nó? Mình nhiệt tâm trong khi mà nó làm lăng xăng lộn xộn, mình nhiệt tâm là đập, dùng pháp mà đập, cũng như là dùng vũ khí mà đánh giết thì nó phải tiêu thôi chứ, đâu có đầu hàng trước nó đâu. Cho nên cái người mà biết Phật pháp và biết tu là không bao giờ sợ giặc sinh tử. Ví dụ như bây giờ nó làm cho con mệt, nó sắp sửa nó chết, nó làm cho co tay gì chứ, ngồi cứng ngắc, cắn chặt răng lên, rồi nhiếp tâm vô cái đề mục nào đó để làm cho nó thân nó an ổn được, nó sẽ chạy qua hết, không có chết được. Còn người ta cứ nằm xuống thở ọc hạch hơi là chết, nó làm sao chạy qua, nó chặn nghe cổ. Còn mình cũng sợ, ngồi thẳng lên cho mình nghe cổ, tao hít thở này. Bắt đầu an tịnh nhất trong đầu, tác ý nhất cái cần cổ mình đang bị đờm lên trận. Thường thường mấy người chết là đờm trận, thở không được chết. Cho nên do đó tác ý một hồi thông đàm hết. Nó thật là như vậy. Thầy nó có pháp lập chủ bệnh mà, tại người nó tu tập chứ lập chủ thật sự. Thầy nói hôm nay tất cả mọi cái này, tiếng nói của thầy mấy con thu ngàn năm mới còn, mà Phật pháp là thầy chính chỉnh như vậy. Cho nên bây giờ con thầy nói, một là con đừng có sợ chết, sớm muộn rồi con cũng chết, tóc con bạc trắng, con ốm cũng như thầy rồi, không có còn bao lâu nữa đi. Thầy thì mạnh, con thì rừ. Vậy thì con phải nỗ lực đập nó một trận chết không, không có sợ. Mà nó làm gì làm, nghĩa là nó có quay cái nhà này, nó chống mặt con, mà nó quay cái nhà này nó đảo lộn rồi kệ tao ngồi chết, có đảo gì đảo tao không nào. Mặc dù là con nằm xuống con thấy nó không chống mặt, không đảo lộn, nhưng mà nhất định ngồi chết. Nó làm cho con rất khó và nó làm cho con khổ sở. Nhưng mà lúc bây giờ con ôm chặt con sử dụng. Thầy nói như vậy, nếu lượng sức làm được làm. Mà nếu lượng trước mà còn nhát gan rồi, đừng có đổ thừa thầy, có chết đổ thừa tại thầy tôi không chết. Con không dọc tụng rồi mà con chỉ tụng nghĩ rồi đấy là cái việc con làm nó đi cầm thôi. Thế còn con cũng tiếp tục công bài của Đức Phật để lại là nghiệp tâm này được bệnh, thầy cũng dạy con đó là một cái hồ Đức Phật để lại cho tất cả chúng sanh không là có con. Thì đó là tiến tưởng đó là về nó sẽ chậm đấy chứ nó sẽ hết. Mình tiến thì để
theo đuổi để đuổi bệnh cho con quá khó khỏi dòng tâm lý cái bây giờ nó ra thay thái nhưng mà có được thầy tống ở lúc tôi tỉnh khóa là niềm mới tổ đây thì nó tăng lên thì có đồng bạch thầy để thầy đi nghe chị chứng minh cho thầy chị dạo lại cho con tu thôi. Bây giờ đó, bây giờ cái hơi thở con á, bây giờ nó mày sợ cái hơi thở nó rối loạn. Yeah. Vì nó là nội tạng. Bây giờ nói tôi chết. Thôi rồi, được rồi, con không dám sợ chết. Không sợ chết. Không có sợ chết á, thì con cứ dùng cánh tay của con. Bây giờ con tập, con biết cánh tay đưa ra đưa vô rồi phải không? Rồi, con sẽ dùng nó đi. Rồi mà con thấy nó được rồi, bắt đầu con đánh nó một đêm nữa. Nó tởn mặt nó ra cái gì đâu mà sợ. Con làm thử một đêm đi. Thế con chết thì được chết cho rồi, nó khỏe thân để chi mà nó cứ nó cái dài cái bệnh vậy. Chết còn sướng hơn, thầy nói thà là khi mà có đau bệnh, chết còn sướng hơn là ở đâu mình đau. Mặc dù là cái bệnh con nó không gì, chứ nó làm cho con cũng khó chịu. À, lúc thì dày, lúc thì khát, lúc thì ăn được, lúc thì ăn không được, nó hành hạ mình dữ vậy. Tao nở gì mà dữ vậy, hành như vậy. Cho mình một bữa là chết hết á. Phật pháp mà đâu nó dạy, Phật pháp dạy chúng ta làm chủ được những cái sự này thì tao đâu có sợ nó hết. Hễ cái người mà biết được Phật pháp là cái phước họ quá lớn, chuyển được cái nhân quả chứ đâu phải nhân quả làm chủ họ. Cho nên con đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng cái nghiệp mình quá nặng. Bây giờ thầy nói nghiệp cũng như cái núi Hy Mã Lạp Sơn, nghĩa là nó lớn như vậy, nhưng mà đối với Phật pháp á, nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết, còn không có còn một chút nào. Chính thầy biết, thầy cũng đâu phải là thầy không có nghiệp lớn, nhưng mà đối với thầy bây giờ đó không có cái nghiệp nào mà tác động được thầy, không làm gì được, nghĩa là bị đổ dở hết rồi. Cho nên Đức Phật nó kèo cột, khi mà chưa chứng rồi ông Phật nó kèo cột, ông đã bẻ gãi hết, có phải không? Con bẻ gãi hết, ông nói bẻ gãi hết rồi thì thầy cũng bẻ gãi hết rồi, mà mấy con bây giờ cứ cột kèo của nó văng sao con cứ để vậy không chịu bẻ. Mà pháp đó là dùng để bẻ con cái gì nó mà không chịu bẻ. Thôi không chứ ông Phật cũng bẻ cái gì giờ. Thì nhờ pháp đó ông bẻ chứ. Vậy mà thầy đem hết sức dạy cho mấy con bẻ cột kèo nó hết. Không? Sợ gì cái thứ đồ đó. Ba cái nghiệp này từ cái vô minh nó không thấy mình mới sợ. Bây giờ minh rồi thì không sợ. Minh rồi là gì mấy con biết không? Ngộ được chân lý. Thầy lẽ ra mấy con thấy mấy con ngộ được chân lý nữa. Cái gì khổ? Tham, tham si khổ, nguyên nhân nào sinh khổ, mấy con thấy rõ rồi, là lòng ham muốn này nhé. Ham muốn gì? Còn muốn sống thì tức là còn tham chứ. Còn không tham muốn sống thì đâu có sợ cái bọn giặc này, phải không? Nên xả bỏ hết. Đó là một cái chân lý rõ ràng mà. Vì vậy mà cái tâm thanh thản là vô sự, mấy con cũng nhận ra rồi hết. Không có người nào là không biết cái này rồi, tức là cái chân lý thứ ba diệt đế rồi. Còn đạo đế thì bao nhiêu pháp mấy con học rồi, còn gì nữa đâu mà. Phải không? Cái gì cũng xong hết rồi. Cái gì cũng biết hết rồi. Bây giờ chỉ còn mở một trận đánh thôi. Pháp mấy con nắm hết rồi. Một là chết, hai là sống với nó thôi. Cho mày giỏi. Mà nghiệp mà làm gì mà nó đánh mình chết nổi, thầy nói. Chết thì ông Phật cũng đã chết lâu rồi. Chết thì thầy cũng đã tiêu ma hồi nào, chứ làm sao tới bây giờ mà còn ngồi đây giải đạo mấy con. Nó đúng mà. Thì mấy con cũng nghiệp cỡ bằng sức của nghiệp của thầy thôi, bằng sức cái nghiệp của ông Phật thôi chứ hơn được sao. Có cái nghiệp nào hơn, nhân quả thì nó có một cái từng lớp nó là nhân quả. Như vậy thôi chứ không. Bởi vậy khi mà nhìn thấy nhân quả nó không phải dữ tợn đâu. Cũng như nếu mà nó dữ tợn nữa thì cơn đau nó phải tăng lên, chứ sao lại nó đau tới đó chớ nó đứng đó. Các con cứ kéo hai chân để đau thử đi. Rồi đau tới cái mức cuối cùng đó không thấy tăng nữa, nó cứ nhiều đó thôi chứ nó. Rồi bắt đầu nó giảm xuống. Nó không có tăng lên đâu. Tại cái sức của nó tới đó là nó hết rồi. Thì rõ ràng cái nghiệp nó có chút chỗ đó thôi, chứ nó đâu có hơn được. Chứ không phải cứ đau hoài, tăng lên. Nó đâu có, nó tới cái mức chỗ đó thôi. Bây giờ mới đầu mới còn ngồi tê tê, thôi cái nó nhức, tăng lên. Đau như là ai cứ dao mà, xẻ thịt như vậy. Nhưng mà nó đau tận cùng, cuối cùng nó không hết rồi, nó tới mức đó nó không. Mình thấy sao nó không tăng nữa. Mấy con bữa nào mấy con ngồi ký già con thử, con sẽ thấy hai cái chân mấy con đau. Nó đau đến lúc đó nó tới đó nó dừng là đó. Nó đau hoài, nó làm cho mình ở cái mức độ đau đó, làm cho mình ngán, lôi chân xuống chứ không có gì. Nó khôn, nó kéo dài.
Nhưng mà nó cứ dài hoài mà nó thấy không được, nó lùi. Nó giảm xuống từ từ, nó giảm xuống, giảm xuống. Cứ ngồi đi, các con ngồi đêm, ngồi kiết dạ đêm, nó không có gãi giò nó làm sao. Hay nó thật mà, rồi nó lùi dần xuống. Ví dụ như khoảng bây giờ, con còn 7 giờ các con ngồi, tới 12 giờ bắt đầu nó lùi rồi. Cái vấn đề đó nó lùi, thấy khoảng thời gian nó như vậy là nó không thắng mình được. Thì cái khoảng, ví dụ như bây giờ các con ngồi có 1 tiếng thôi, thì 7 giờ đến 8 giờ bắt đầu nó đau rồi. Rồi nó kéo dài cho con, cho tới 12 tiếng đồng hồ, thì khoảng từ 10 giờ, 11, khoảng đó nó đau ghê gớm lắm. Nhưng mà nó giữ cái mực đau ghê gớm đó cho tới 12 giờ, cái nó tuột xuống. Nó thấy thắng được. Nghiệp nó vậy, nó chuyển. Bởi vì nghiệp thì nó tác động, nó làm cho mình sợ hãi. Mà mình không sợ hãi tức là mình chuyển nghiệp. Mà nó giữ cái mực cho mình đau đớn khổ sở để cho mình sợ, để mình lui. Nhưng mình thấy nó thường quá, cho nên bắt đầu nó lui. Nó lui, nó đầu hàng rồi. Tức là mình chuyển đó, mình chuyển cả nhiều đời mình, trong khi mình ngồi chịu đau, trong mấy tiếng đồng hồ mà chịu đau, đến cái mực nó nằm chịu đó, là mình chuyển nhiều đời khổ, nhiều cái nghiệp ác của mình khổ. Cho nên nó đau đung đớn nước mắt, tự nó chảy nước mắt, nó chịu đựng như vậy. Nó mới con biết, cái người gan dạ lắm, người đấu đá với nghiệp thế nào. Không, đây là cái kinh nghiệm bản thân của thầy, thầy nói. Cho nên thầy nói ở trong cái bên thiền tâm, cái người ta tu, người ta ngồi thiền nhiều, người ta tập nhiều đó, người ta nói chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu có dễ ngửi mùi hương, nó đau đến tận cùng thì nó mới hưởng được mùi hương chứ. Thì mấy ông thiền sư mà mấy ông ngồi thiền thì thật ra đâu phải ông nhập thiền định gì, ông ở trong định tưởng gì thôi, nhưng mà khi mà ông ngồi mà ông tu tập bị chân ông ngồi, ông luôn luôn ở bên thiền tông thì nó ngồi kiết già, nó không có ngồi bán già như mình đâu, nó ngồi kiết già. Cho nên cái trận đánh của hai cái chân kiết già nó đánh quá trời quá đó. Nhưng mà ông này ông ra thì, cho nên khi mà nó hết đau rồi cái ông nghe mát lạnh. Nhưng mà ông bị ức chế tâm, không có niệm thiền niệm ác, cho nên ổng rơi vào cái định tưởng thôi, chứ bên thiền tông cũng gan ghê gớm lắm. Còn mình mà, đối với mình là con Phật mình mới gan hơn nó nữa chứ. Con Phật mà nhát gan hơn thiền tông thì dở. Thiền tông người ta còn kéo chân người ta ngồi, người ta chịu đau cả mấy tiếng đồng hồ. Còn mình á, trời ơi, cứ ngay cái bệnh của mình chiến đấu chứ mình đâu có chiến đấu, mình tạo ra cái bệnh đâu. Phải nó bệnh mình phải chiến đấu thôi. Còn kia người ta đã tạo ra bệnh để mà người ta chiến đấu. Chứ hai chứ mấy con có đau không? Mất mớ gì mà ngồi chịu đau dữ vậy. Vậy mà nó dám chịu đau. Vậy mà nó còn phải tiêu vô chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Nghĩa là đau quá mà đau như xương lạnh. Qua mai đâu có dễ gửi mùi hương. Con thấy hay quá. Đúng là mấy ông thiền sư này cũng dữ rồi chứ. Còn mình bây giờ mà thua sao? Đó là cái bài kệ của thiền sư Hoàng Bá. Ông tu vậy đó mấy con, tu vậy. Còn mình bây giờ mình tu dở quá vậy, mình con Phật mà mình thua con tổ. Tổ là sao bằng Phật, phải không? Thế mà người ta còn vậy. Cho nên ở đây mà thầy thấy ai mà tu mà nỗ lực cứ hang dạ thì đúng là con Phật, con cháu Phật như vậy chứ. Con cháu bà vô nó nằm dài, nó đi nhà thương hết sao. Cho nên mấy con mày về đây với thầy thì huấn luyện cái tư tưởng của mấy con mạnh lên, không có đầu hàng đâu. Rồi từ đó từng chút mấy con tiến tới, mấy con thấy càng ngày cái nghị lực của mấy con, cái kiên cường gan dạ của mấy con không thể lường nào. Cho nên nghiệp lực nó chuyển hết sạch. Một đời tu mà chuyển hết muôn đời nghiệp. Mỗi một đời chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện ác. Mà khi mà đến cái đời mà chúng ta được gặp chánh pháp được, thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vô cùng. Thế mà trong một đời chúng ta tu mà cái gan dạ nó chuyển, thầy nói trong mấy tiếng đồng hồ mấy con ngồi chịu đau là mấy con đã chịu cái sức nhiều đời đã làm ác của mấy con đã trở thành cái quả đó. Vậy mà con không sung sướng để mình trả nghiệp, lại chạy trốn nữa. Nợ người ta mà bây giờ là chạy trốn, không chịu vui lòng mà trả, thì làm sao hết nợ. Cho nên không có người nào tu mà thầy nói rằng bình an mà không có đau đớn mà có thể mà làm chủ được sự sinh già mình chết. Con nghe Đức Phật sắp sửa những cái giờ phút mà Đức Phật chứng đạo là ma dương ấy, thì cho con biết hành hạ cái thân của Đức Phật đến mức độ nào. Chứ đừng có tưởng đâu có phải muốn thành đạo đâu có chuyện dễ, phải một trận sống chết chứ không phải dễ. Thầy phải một phen xương lạnh buốt chứ đâu phải dễ đâu. Nghĩa là ngồi sừng sững về mà chống dưới những cái cơn bệnh kinh khủng.
Nếu làm thầy nói mà những cái cơn mà nó lạnh mà các con biết cảm lạnh đó, mà nó lạnh, mình nói cảm lạnh chứ sao chúng ta, cái mình tu hành nó đến cái mức độ đó nó phải như vậy, nó lạnh ở trong xương, nó lạnh ra, nó rét, để mà dựng thân ngồi chịu đựng như vậy cho mày chết chứ tao không nhất định không làm đâu, không lấy mền trùm đâu, mặc cái áo mỏng thường thôi chứ còn không lấy đồ đắt cho mày chết luôn, mà nó rét như vậy, run như vậy đó. Thì con biết tu tập như vậy mình mới thấy cái sức, cái kiên cường và cái ôm pháp của mình lúc bây giờ buộc mình phải ôm chặt pháp, đừng có lìa pháp. Cho nên con ôm chặt cánh tay của con như thế này, cái hành động đưa ra đi vô thì con sẽ đẩy lui được mình đó. Nó dữ đợt lắm, còn mình đau bệnh mà mình cứ lìa cái pháp, mình không có dám mình nằm cho nó khỏe. Sự thật mình nuôi dưỡng cái nghiệp, nằm đó để mà nuôi dưỡng cái nghiệp, chịu đựng cái nghiệp. Cho nên nó nói thằng này nó thua rồi, đè đầu cho nó đau nữa. Còn cái thằng này đè nó không nổi, sao mà nó cứ cột cửa cánh tay vậy, nó ngồi lưng hoài nó không chịu nằm, lôi đầu nó xuống mà nó không chịu, đau cách gì nó cũng không chịu nằm hết. Rồi nó cứ ráng làm cho nó một thân cho nó nằm xuống, nó không nằm, nó cứ đưa tay ra vô. Thôi cái thằng này thôi không có làm sao nữa, thôi mình xách gói mình chạy. Thì nghiệp nó chạy đi thì mình hơi chuyển nó rồi. Mấy con ra nghe lời thầy làm một bữa đi. Thầy coi sự sống chết như là cái chuyện không có vậy. Đối với thầy, sống chết như thầy nhé. Ráng cố gắng vô. Làm nổi không? Nổi mà thầy nói, con biết không, người Việt Nam mình thì có Quang Trung cũng là anh hùng, phải không? Trần Hưng Đạo cũng là anh hùng, Lý Thường Kiệt cũng anh hùng, trời đất ơi châu chấu đá xe mà tưởng là cháu ngã ai về xe nghiêng, con thấy những anh hùng không à, một nước nhỏ mà dám đến nước lớn, thì con cũng là một nước nhỏ thì dám đến nước lớn chứ, tại sao mà đầu hàng? Mình là con cháu nguyên là cái thứ anh hùng không à, mà đầu hàng nhất là thanh niên, phải không? Chúng ta thấy đất nước chúng ta anh hùng đánh giặc, bởi vì giặc sanh tử mà, trời đất ơi giặc này mình cũng đánh chứ đâu mà chịu thua. Mà đất nước Việt Nam có thầy đánh thắng giặc, thắng giặc sanh tử, thì không lẽ là có con người anh hùng đánh tánh vậy thì mình phải nương theo anh hùng để mình thắng giặc của mình chứ, chứ mày còn để nuôi giặc hay là bị nô lệ nó. Dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu nô lệ một nước nào, nó cứ hãy nước nào mà vô để cai trị thì sắp rầm rì chúng ta âm thầm chiến đấu. Cho nên chúng ta bị diệt, bị giặc diệt biết bao nhiêu, những anh hùng chúng ta diệt biết bao nhiêu trước khi Bác Hồ thành công trong cuộc giải phóng đất nước, biết bao nhiêu anh hùng của đất nước chúng ta bị giặc giết không, mấy con biết không? Âm thầm cứ chiến đấu với nó, chống nó, mặc dù cái sức của mình không nổi nhưng mà vẫn chống, không đầu hàng. Giặc sinh tử ở trong thân chúng ta mà chúng ta không chịu đầu hàng. Đầu hàng chạy ra khi hưởng dục lạc, ăn uống vẻ vỡ nhậu nhẹt cho sai đi rồi biết. Thật sự ra mấy con đừng có hèn nhát cái kiểu đó. Một dân tộc anh hùng thì phải anh hùng cả sinh tử luân hồi. Cho nên tại sao một cái dân tộc này lại có một cái người tu thành như thầy, làm sáng tỏ được con đường đi của Phật giáo, thì các con cũng phải noi cái gương này chứ. Đâu có dân tộc này là dân tộc anh hùng, không còn thua nước nào đâu. Thầy nói không thua nước nào. Khi mà thầy xây dựng cái nền đạo đức nhân bản nhân quả là tất cả các nước trên thế giới này phải học, phải học của dân tộc Việt Nam. Chứ không học thì nó cũng khổ đau, nó sẽ làm khổ nhau chứ làm gì. Còn nó học thì nó sẽ hết khổ. Mình không mời nó cũng tới đây nó phải học thôi. Tại dân tộc này hoàn toàn nó hết khổ đau rồi thì dân tộc kia nó mới bắt chước. Vậy thì mình là có người làm gương, thầy là có người đi trước để dẫn dắt tất cả những dân tộc Việt Nam chúng ta, con cháu chúng ta. Con cháu chúng ta làm được thì tất cả những người trên hành tinh này họ sẽ tập trung về Việt Nam này, học hỏi những cái đạo đức này. Không làm sao không học hết. Các con nghĩ nó đâu phải là cái tôn giáo đâu, nó là cái chân lý của loài người mà. Nó xuất phát từ một con người. Nhưng mà người ta không biết, người ta dựng nó lên thành cái tôn giáo. Cuối cùng là bây giờ mình bị ảnh hưởng tôn giáo thôi chứ sự thật nó không phải. Nó là cái chân thật của loài người, mà chân lý của loài người. Bốn cái chân lý rõ ràng. Cho nên mấy con ráng đó. Ráng cùng thầy mà siết chặt bằng tay, nỗ lực tu để mà xây dựng, đem lại hạnh phúc cho loài người. Nhớ như vậy, đừng có sợ còn chết đi, để tiếng muôn đời, tôi chết thiên pháp họ tương hồi, sự sẵn tôi đấu tranh với giặc sinh tử. Chết phải anh hùng không? Chết đừng có chui trong cái mùng mà nằm, chết đừng có chui trong cái ma. Sợ lắm.
thầy không có cái gì mà thầy khích lệ mấy con bằng mạnh cái tánh này kiểu này. Thầy thương mấy con, thầy khích lệ mấy con ghê gớm để làm cho mấy con gan dạ, nghĩ lực chiến đấu kiên cường thắng giặc. Giặc nó cai trị từ ngàn đời muôn kiếp chứ đâu phải mới bây giờ. Mình là cái người nô lệ nó từ hồi nào đó mà không chịu cởi ánh nô lệ. Từ lâu tới giờ chưa có một cái bài kệ, chưa có một cái bài văn sắp tấn của chúng ta để chúng ta thấy được cái nỗi khổ của một cái con người. Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển, nghĩa là nói con người khổ quá khổ, thế mà con người không có biết. Giặc nó đến nó cai trị chúng ta, nó hà cho chúng ta cái này như thế này, thế này thế nọ, chúng ta đâu có thấy. Nhưng mà không có những cái ngòi bút của những nhà cách mạng, làm sao chúng ta thấy được nỗi đau đớn của dân tộc chúng ta bị cai trị. Các con đọc những cái bài ca của Lưu Hữu Phước sắp tấn những thanh niên chúng ta lên đường cứu nước, chúng ta nghe nó làm cái lòng thanh niên nó rộn rào, nó không thể đứng trước giặc pháp cai trị. Còn thầy sắp tấn của mấy con không để đứng trước giặc sanh tử, đàn áp mấy con đến mức độ đau phải nằm như vậy đó, đi nằm nhà thương vậy đó. Các con thấy ngòi bút của những nhà cách mạng, các con đọc những cái bài viết của cụ Hồ sách động dân tộc của chúng ta đứng lên đấu tranh với giặc, đọc những cái bài đó, những cái bài thơ Tố Hữu, các con thấy nói cái người dân chúng ta chết với roi với giọt của giặc pháp, với gốc cao su, làm cho chúng ta căm gan tức giận để đứng lên chống lại giặc. Còn bây giờ giặc sinh tử, mỗi người đều bị giặc sinh tử cai trị. Mà Đức Phật, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển, sắp tấn cho chúng ta một cách rất là, đó là cái nỗi khổ của chúng ta. Tại sao chúng ta không ôm những cái phương pháp này mà chúng ta diệt giặc trong tâm chúng ta, để chúng ta thoát khổ. Các con nhìn cả cái gì, ai là người đã làm được? Kêu gọi những cái bài kinh của Phật, kêu gọi chúng ta đứng lên dẹp giặc sinh tử. Thầy nghĩ rằng những cái bài viết của thầy, ngày nào thầy sẽ sách tấn của mấy con bằng những câu thơ, bằng những lời văn, bằng những cái tạp chí, bằng những cái báo, để làm gì mấy con? Nói lên giặc sinh tử đang cai trị mấy con. Mọi con người phải đứng lên đấu tranh giặc sinh tử. Y như trong cái thời mà Bác Hồ đi làm cách mạng, kêu gọi toàn dân. Còn thầy kêu gọi cái năng lực, cái sức lực, cái nghị lực, cái gan dạ kiên cường của mấy con để chống lại giặc sinh tử của mấy con. Vì pháp có Phật có rồi, chỉ còn có cứ chúng ta kiên cường mà chúng ta thắng đó. Mọi người chúng ta đều bị cai trị giặc sinh tử. Bốn người sanh già bệnh chết chiếm đấu, nó chiếm hết mấy con trong cơ thể của mấy con hết, không còn chỗ nào mà nó không sai được. Mấy con không đau khổ, thầy đau khổ. Cho nên thầy giải phóng được quê hương của thầy rồi, thầy muốn các con cũng phải giải phóng được quê hương của các con. Mình là những nước nhược tiểu đang bị giặc đế quốc cai trị, thì ba cái giặc sanh tử, ba cái giặc nhân quả này, nó lại đế quốc, nó luôn luôn nó muốn ngự trị, nó sai mình cái này, bảo mày đau là đau, bảo mày chết là chết, bảo mày ham ăn cái này thì ăn, bảo mày thích uống cái kia là uống, nó sai mà tứ tung. Các con nghĩ có phải không? Nó bảo vô quán ngồi thì vô quán ngồi, có phải không? Giờ này không ăn, nó thấy cái chuối nó bảo ăn, mình đột là nuốt, ăn giặt, ăn dĩa, ăn chi lặt giặt tùm lum, vậy mà nói mập béo, có đúng không? Giặt sai mà không biết, nó cai trị nó bảo sao nghe vậy, bảo sao nghe vậy. Cái giặt sinh tử, cái giặt nhân quả nó như vậy. Các con nghĩ coi thầy nói có đúng không? Các con đang bị nô lệ, còn thầy vẫn bảo ăn thầy ăn không? Nó sai thầy được không? Nó bảo thầy bệnh không? Còn bảo mấy con bệnh cho mấy con kho, kho đầu kho cổ xuống nằm, có phải không? Bởi vậy các con thấy mình đang bị nó cai trị, thế mà không nỗ lực chiến đấu. Súng đạn bây giờ đã trang bị cho mấy con đủ hết, 33 thuận trợ đạo, Đức Phật đã trang bị chúng ta đủ cái vũ khí để mà chúng ta chiến đấu. Tại sao chúng ta không chiến đấu? Nội thầy nói là 19 cái địa ngục của định niệm phật chúng ta cũng đủ sức chiến đấu rồi. Trang bị chúng ta những cái bộ giới đức giới hạnh, toàn bộ là đụng tới giới là chúng ta dập nát hết. Thế mà chúng ta cứ để phạm giới không mà.
Sao thấy Đức Phật trang bị chúng ta từ cái tư tưởng tri kiến cho đến những cái phương pháp hành để mà chúng ta thắng giặc. Coi như là trang bị chúng ta đủ hết đó. Bây giờ chỉ còn có chúng ta muốn đánh giặc hay là không đánh giặc. Hay là nước của chúng ta, thôi nước mình yếu quá, thôi kệ, thôi đừng đánh. Thì cái đó mới con đầu hàng giặc rồi. Ngày xưa đất nước Việt Nam chúng ta giải quyết được đất nước chúng ta, thì các nước nhiều kiểu khác, ôi cái ông Việt Nam này, ông nhỏ nhoi mà ông cũng giải quyết được, mình cũng đứng lên đòi hỏi. Làm cho ba thằng anh nó cũng rút nhà vô hết. Có phải không mấy con thấy không? Còn bây giờ mình thầy giải phóng được, thầy cũng khích lệ cho mấy cái nước nhiều tiểu này nó cũng làm luôn. Mấy con là mỗi người một cái nước. Vậy mà mấy con đứng lên đòi quyền độc lập chứ. Thì bây giờ hiện giờ mấy con đang tu tập đó là mấy con đứng lên đòi. Cho nên nó đánh mấy con dữ lắm. Chứ nó đâu có nhờ. Có đúng không mấy con? Nó đánh mấy con nào là bù gỗ, nào con canh, nào gục tới gục lui. Rổ hoài, tác động hoài nữa, nó diện trở hoài nữa, ác pháp bên ngoài nữa. Trời ơi, hai người này rỉ tai nói chuyện này, mai đến tiếng tai. Thiếu điều tôi muốn bỏ cuộc. Có phải không? Cô nói, ác pháp nghi lắm. Nội giặt nội ở trong của mình, giặt sinh tử nó ở trong này rồi. Mở bên ngoài đó, giặt nó tiếp diện nhau. Tụi nó tiếp diện vô, nó làm cho mình ở trong này chớ giới. Muốn thắng mà không thắng nổi. Thôi còn nhớ lời thầy, con sẽ về mình đi nào. Rồi bắt đầu giờ mình có hỏi thầy gì không? Không hỏi gì đây không?